Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự thanh lọc. Thanh lọc có nghĩa là gì? Thanh lọc là quá trình để thể hiện một cái gì đó tinh khiết, tức là làm sạch các yếu tố nước ngoài hoặc ô nhiễm. Và có thể tham khảo danh sách của phương pháp thanh lọc trong hóa học, các sinh vật được sử dụng trong lọc nước. Thanh lọc theo Kinh Thánh là gì? Trong sử dụng Kinh Thánh, thuật ngữ thanh tẩy chỉ có một nghi thức nhất định trong sự thờ phượng bên ngoài của Thiên Chúa. Thanh lọc tìm cách xóa bỏ ô uế hợp pháp để cá nhân được thanh lọc có thể tiếp tục hoạt động bình thường trong xã hội. Quá trình thanh lọc là gì? Nước lọc là quá trình loại bỏ các chất mong trong mong muốn, các chất ô nhiễm sinh học, chất rắn lơ lửng, các khí từ nước. Các tiêu chuẩn này thường bao gồm nồng độ chất gây ô nhiễm tối thiểu và tối đa tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nước. Làm thế nào để tôi thanh lọc suy nghĩ của tôi? Làm thế nào để làm sạch tâm trí và cơ thể của bạn? Thứ nhất, có một lợi ích khi thực hiện những ngày, ngay cả một khoảng thời gian ngắn, từ các thiết bị kỹ thuật số của bạn cũng có thể làm mới. Thứ hai, hãy thử cạo lưỡi. Thứ ba, hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Thứ bốn, làm sạch cơ thể của bạn. Thứ năm, làm sạch tâm trí của bạn. Thanh lọc vật lý là gì? Thanh lọc vật lý yếu tố sẽ được áp dụng để xử lý nước thải và không thể được thanh lọc sinh học. Việc xử lý đặc biệt tập trung vào các loại bỏ các chất lơ lửng, dầu, xà phòng và các chất vô cơ hòa tan như kim loại nặng và thành phần độc hại. Tầm quan trọng của lọc nước là gì? Lọc nước cũng đáp ứng các nhu cầu của y học, dược lý, hóa học và các ứng dụng công nghiệp cho sạch và uống nước. Quy trình thanh lọc làm giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm như các hạt lơ lửng, ký sinh trùng, vi khuẩn, tảo, virus và nấm. Các mục tiêu chính của lọc nước là gì? Lọc nước là quá trình loại bỏ các hóa chất không mong muốn, các chất ô nhiễm sinh học, chất rắn lơ lửng và khí từ nước. Các mục tiêu là sản phẩm nước phù hợp cho các mục đích cụ thể. Có bao nhiêu loại thanh lọc? Có 25 phương pháp để làm sạch nước, được chia thành 4 loại: tách, lọc, hóa chất, oxy hóa. Có 5 loại chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong nước: hạt, vi khuẩn, khoáng chất, hóa chất và dược phẩm. Lễ thanh tẩy là gì? Thanh tẩy nghi lễ là một nghi thức được quy định bởi một tôn giáo mà một người được coi là không có ô uế, đặc biệt trước khi thờ một vị thần, và sự trong sạch nghi lễ là một trạng thái sự sạch sẽ trong nghi lễ. Thanh lọc nghi lễ cũng có thể áp dụng cho các đối tượng và địa điểm. Làm thế nào để bạn thanh lọc bản thân tinh thần? Hít thở chậm. Sau khi bạn suy nghĩ về ý định của bạn, hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn cảm thấy như tinh thần của bạn cần được làm sạch. Sau đó tưởng tượng những lo lắng, tiêu cực hoặc khối tâm linh của bạn hòa tan trong nước. Nếu bạn thích, cầu nguyện hoặc yêu cầu hỗ trợ tinh thần để giúp bạn làm sạch chính mình. Tắm tâm linh là gì? Không giống như tắm thông thường với xà phòng, dầu gội và nước làm sạch cơ thể, bồn tắm tinh thần có tác dụng làm sạch tâm trí và tinh thần. Sử dụng các thành phần mạnh mẽ sạc nước, tắm bằng các rung động chữa lành, giúp bạn loại bỏ tắc nghẽn, đau và các tình huống không có phục vụ bạn lâu hơn trong bất kỳ xây dựng. Lời Chúa làm sạch chúng ta như thế nào? Lời Chúa là tác nhân tẩy rửa tốt nhất. Chúa Giê-xu nói, các môn đồ của Ngài, ngay bây giờ các ngươi sạch sẽ qua lời mà ta đã nói với các ngươi. Như đã thấy trong Kinh Thánh từ mở đầu của chúng ta, lời của Đức Chúa Trời thay thế sự công bình từ trái tim của một người đàn ông và thay thế nó bằng sự công bình. Nó xóa sạch nỗi sợ hãi và thay thế nó bằng đức tin. Hãy subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.